Chào mừng các bạn tiếp tục quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình tiếp tục với cả 8 game ở phía đây. Nào và chúng ta cùng bắt đầu. Đầu tiên, game đầu tiên. Lâu lắm rồi mình mới chơi cho nên là cái trình điều khiển trong game này mình cũng không điều khiển tốt cho lắm. Và cái thiết bị này thì mọi khi thì mình chỉ chơi trên máy tính thôi. Và hôm nay thì nó là một cái máy tính bảng cho nên là mình điều khiển không được quen. Vừa mới phải chết một mạng và chúng ta phải chơi lại, và mình hy vọng rằng là mình sẽ không phải chơi lại quá là nhiều. Cái con Raku này đang đuổi theo mình thì cái nhiệm vụ là cứ phải điều khiển và chơi cho nó thật là cẩn thận thôi. Ok, và chúng ta cũng kết thúc cái phần chơi này tại đây để mấy game tiếp theo. Cả Ringer, ok luôn cho phép. Ok, và mình vừa phải quay dọc cái thiết bị lại. Chúng ta cùng nhau chơi cái game Ginger này. Mình thì chưa thấy cái game này có cái gì đặc sắc cả. Mọi thứ thì cũng khá là dễ dàng và riêng cái phần đồ họa thì mình không đánh giá cao. Thực sự thì nó không đẹp. Ok, và mình có vẻ khá là chán cái phần chơi này rồi. Chúng ta thế nào, sau này có gì ăn? Ăn súp. À, cái game này thì họ đã thiết kế để mà animation nó tự chạy. Mình không có điều khiển cái gì ở đây cả. Mọi thứ đều là tự động hết. Đây chỉ là một cái animation họ làm thôi. Đây là một cái game mà được sản xuất vào năm 2012 hay 2013 gì đấy, cho nên là mình không đánh giá cao cái phần đồ họa của họ cho lắm. Có lẽ là do cái lượt tải chơi về không nhiều cho nên là cũng không có quá là họ cũng không quá là đầu tư vào game này, mà chủ yếu là Talking Tom. Và cái cụ từ khóa là ngoài Talking Tom thì khá là thịnh hành. No rồi. Đây có cái trò gì à. Tuần là ăn uống này thì mình cũng không điều khiển được luôn. Tất cả những cái này thì hình như là phải có mạng đúng không? Mình thì không thấy rằng là mình điều khiển được game này. Có lẽ là mình sẽ thử xếp hình này một chút rồi sau đó sẽ kết thúc game.
Theo như các bạn thấy ấy, thì mọi thứ ấy, nó không quá là khó khăn. Với cá nhân mình thì mình không hề có vấn đề gì cả. Có lẽ là chúng ta sẽ tạm dừng tại đây, chuyển đến game tiếp theo. Game này cũng khá là chán rồi. Ok, tiếp tục chúng ta sẽ đây sẽ là My Tom 2. Đấy, đây là đồ họa game của năm 2020, cho nên là các bạn có thể thấy rằng là nó đẹp hơn rất là nhiều. Hàng ngày vẫn chỉ vào làm những cái nhiệm vụ đơn giản thế này thôi, cho con mèo nó ăn. Ok, và vừa lên level mới rồi. Rồi, có lẽ chúng ta sẽ tạm dừng tại đây và đến với game tiếp theo. Chúng ta có Talking Band. Cũng giống con Ginger thì game này cũng được làm từ rất lâu rồi, cho nên là mình nhìn đồ họa nó không đẹp. Mày vừa nhại theo cái gì đấy? Con muốn nhại xem cái gì đấy, Nói lại cho nghe thế nào? nói lại cho nghe thế nào. À, đối với con Ben này thì nó khá là bựa. Có vẻ như là nhiều thứ chơi hơn so với cả Ginger. Mình cũng không biết là đấy, quanh đi quẩn lại thì nó chỉ có thế này thôi và họ cũng không phát triển game này nữa. Chuyện đó có lẽ là do là mấy cái game này không có nhiều người chơi cho nên là không được phát triển. Ben, no. À, Ben này thì có em yêu khoa học này. À, mày đổ cái này vào đây. Ui. Hãy
Rồi, và có lẽ chúng ta hãy tạm dừng tại đây và đến với game tiếp theo. Rồi, và có lẽ chúng ta tạm dừng tại đây và đến với game tiếp theo. Chúng ta có Talking to Run Candy. Nào, ok. Cùng bắt đầu. À, không trượt được. Cái game này thì khá là hay và mình không hiểu tại sao là nhà phát triển đã gỡ bỏ nó lên trên Set Play. Không biết là vì lý do gì hay là do cái phiên bản Android của mình không chơi được. Rồi, mình chỉ lướt qua một chút thôi và chúng ta tạm dừng tại đây và đến với ngày tiếp theo. Cùng quay trở lại với cả Talking Tom Friend. Thank you.
Ok, và có lẽ mình tạm dừng tại đây. Chúng ta đến với game tiếp theo. Mình ăn nấu ở trong này rồi và cái răng cưa không thể nào làm gì được mình.
Ok, và có lẽ là mình tạm dừng tại đây. Cảm ơn bạn đã theo dõi video của mình. Thanks for watching my video.